vui được gặp lại bà con và quý khán giả trong chương trình Bạn Nhà Nông do Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh thực hiện. Những năm gần đây, nhiều bà con trồng tiêu ở huyện Cẩm Mỹ nói chung và xã Lâm Sang nói riêng đã kiên trì thực hiện mô hình hồ tiêu hữu cơ thay cho lối canh tác truyền thống. Canh tác tiêu hữu cơ, chi phí sản xuất giảm nhiều, hạn chế dịch hại, giá bán thường gần gấp đôi so với giá tiêu trên thị trường. Đây được xem là hướng đi an toàn và bền vững. Với những định hướng phát triển của ngành nông nghiệp tỉnh và sự quyết tâm của người trồng tiêu, mô hình sản xuất tiêu hữu cơ sẽ đứng vững và phát triển trong tương lai. Thưa bà con và quý khán giả, những năm gần đây được đánh giá là rất khó khăn đối với ngành hồ tiêu Việt Nam nói chung và trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nói riêng khi giá bán giảm. Tuy nhiên, trên địa bàn xã Lâm Sang, huyện Cẩm Mỹ, nhiều nông dân vẫn kiên trì thực hiện mô hình hồ tiêu hữu cơ. So với sản phẩm bình thường, sản phẩm tiêu hữu cơ có giá bán cao hơn trên thị trường thế giới. Thực tế cho thấy, nhân rộng mô hình sản xuất hồ tiêu hữu cơ kết hợp mở rộng thị trường tiêu thụ ra thế giới chính là giải pháp đúng đắn nhằm nâng cao giá trị cây hồ tiêu, tăng lợi nhuận cho nông dân sau một thời gian dài giá tiêu giảm mạnh. Với diện tích trên 6.000 hectare, Cẩm Mỹ là địa phương có diện tích đất trồng tiêu lớn nhất và chiếm gần 1/3 diện tích cây tiêu toàn tỉnh. Trong đó, diện tích tiêu ở xã Lâm Sang là hơn 1.600 hectare với hơn 1.200 hectare hồ tiêu sản xuất an toàn và khoảng 300 hectare hồ tiêu sản xuất theo hướng hữu cơ. Trong định hướng phát triển đến năm 2022, lãnh đạo xã Lâm Sang đặt mục tiêu sẽ chuyển khoảng 50% diện tích trồng hồ tiêu an toàn sang sản xuất theo hướng hữu cơ. Trước đây sản xuất theo truyền thống, mặc dù có nhiều nông dân đã mạnh dạn đưa nhiều chế phẩm có nguồn gốc hữu cơ vào sản xuất, song phần nào đó vẫn phải lệ thuộc vào hóa chất, nhất là trong khâu bảo vệ thực vật. Và khi thị trường có sự cạnh tranh gay gắt về chất lượng sản phẩm, quy trình sản xuất truyền thống này cần phải thay đổi. Xuất phát từ đòi hỏi ngày càng cao của thị trường, nhiều bà con trồng tiêu ở xã Lâm Sang, huyện Cẩm Mỹ đã liên kết làm tiêu sạch. Thì vào cái thời điểm 15-16 thì chúng tôi là lúc ấy là bà con sản xuất với cái quy trình là theo cái truyền thống mà. Lúc đó thì coi như bắt đầu chúng tôi thành lập cái hợp tác xã nông nghiệp của Lâm Sang, thì có anh Luân là tiến sĩ, anh học bên Đức về thì anh ấy bắt đầu coi như là xuống cùng cái mời một số bạn bè của anh ấy ở coi như là trường Đại học Nông Lâm cùng với coi như là các cái nhà khoa học của tỉnh, của huyện nữa về là hướng dẫn cho bà con để làm cái tiêu sạch. Và vào đầu cái thời kỳ khoảng 14-15 cái tiêu ở đây mà đạt được tiêu sạch để mà xuất đi coi như là các nước là đạt cỡ 25-30%. Và đến coi như năm 15-16 là coi như 2015-16 là cái tiêu sạch ở Lâm San, và đến giờ này là nó đạt đến khoảng coi như 80-90% là tiêu sạch. Đó là xuất được đi coi như các cái thị trường khó tính ở châu Âu là tiêu Lâm San xuất đi được. Sản xuất tiêu sạch không có nghĩa là không được sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Vấn đề là khi nào cần xịt, sử dụng bao nhiêu là vừa để hạt tiêu không còn dư lượng thuốc. Muốn làm được vậy, nông dân phải nắm vững kiến thức để thực hành nông nghiệp tốt nhằm cung cấp ra thị trường sản phẩm nông nghiệp an toàn. Thì cái chương trình tiêu sạch đã được 7 năm rồi. Từ cái lúc mà xuất khẩu thì được 6 năm rồi. Thì càng ngày nó càng tăng. Chứng tỏ rằng là dĩ nhiên là cũng gặp khó khăn trong cái thời buổi mà nó cung nó vượt cầu ở đây, thực sự là khó khăn cho cả nông dân và phía của bên hợp tác xã và doanh nghiệp của tôi. Nhưng mà cái chuyện mà làm tiêu sạch là chuyện bắt buộc. Tôi cũng mong muốn không những chỉ ở Lâm Sang mà muốn là tất cả nông dân ở đất nước Việt Nam mà muốn là giữ cho cái ngành tiêu này, trước hết họ phải làm cái tiêu chuẩn được là như vậy. Cần phải làm gáp là cái về cái gọi là thực hành nông nghiệp tốt để đạt được cái sản phẩm sạch. Thế nhưng giá tiêu sạch cũng chưa thể cho bà con thu nhập cao khi khoảng hơn 2 năm nay giá tiêu dao động ở mức thấp từ 40.000 đến 50.000 đồng một ký. Tuy nhiên do không chọn được cây trồng nào hơn cây tiêu nên nhiều bà con ở Lâm Sang vẫn tiếp tục gắn bó và hướng sang trồng tiêu hữu cơ. Sau thời gian chuyển đổi hướng sản xuất, năm 2018, Lâm Sang đã có 5 hectare tiêu được chứng nhận tiêu hữu cơ. Và trong năm nay, hơn 20 hectare tiêu đang làm hồ sơ chứng nhận. Thì đối với cái canh tác nông nghiệp hữu cơ này thì đây là cái bước tiến
khởi đầu cho cái nông nghiệp Việt Nam, nhất là cái nhóm nông dân ở nông sản chúng tôi sản xuất và trồng cây hồ tiêu. Thì sau một quá trình giá hồ tiêu lên rất cao, sau rồi nó xuống, đến bây giờ là giá chạm đáy. Thì cái mức độ này thì nó ảnh hưởng rất nhiều tới cái thu nhập của nông dân. Bởi vì vậy thì cái nhu cầu của thị trường của người tiêu dùng thì đòi hỏi ngày càng khắt khe về vấn đề là mặt hàng nông sản làm sao đảm bảo tiêu chuẩn an toàn cho người tiêu dùng. Thì bởi vậy thì tôi đã cố gắng triệu tập từ cán bộ cho tới hội viên nông dân, cũng những người cùng chí hướng, cùng tâm huyết, cùng suy nghĩ để vươn tới là làm tới cái nông sản hữu cơ. Thì đến bây giờ thì thực chất ra cái nhóm của chúng tôi đã dàn trải trên địa bàn 6 ấp, nhưng thực chất ra thì đã được hơn 20 hộ đăng ký tham gia nhóm. Thì trong cái tham gia nhóm thì chúng tôi có hàng tuần, hàng tháng là chúng tôi ngồi lại để trao đổi với nhau, trước tiên là trao đổi với nhau trong cái phương pháp làm sao sản xuất được cái sản phẩm hữu cơ để đưa ra thị trường trong cái thời gian tới đây. Theo xu hướng phát triển, tiêu canh tác theo lối truyền thống dần bị thay thế bởi tiêu hữu cơ được sản xuất không dùng hóa chất. Chính vì vậy, việc sản xuất tiêu hữu cơ trở thành xu thế tất yếu của nền sản xuất hiện đại. Bên cạnh việc cung ứng ra thị trường những sản phẩm chất lượng, sản xuất tiêu hữu cơ còn có nhiều ưu thế vượt trội. Trong đó, vấn đề đảm bảo phát triển bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái của con người là hết sức quan trọng và cần được quan tâm đúng mức. Gia đình anh Lê Văn Tình, ấp 4 xã Lâm Sang, có thâm niên trồng hồ tiêu gần 20 năm. Và năm gần đây, anh chuyển hơn 2 hectare tiêu chăm sóc theo cách truyền thống sang áp dụng nghiêm ngặt quy trình trồng và chăm sóc theo hướng hữu cơ. Đồng thời đăng ký là thành viên của một hợp tác xã chuyên thu mua và xuất khẩu tiêu. Mình tính lâu dài thì hữu cơ mang lại cho mình nhiều cái về thuận lợi, như là mình làm hữu cơ thì không có phải sử dụng hóa học. Rất là lợi cho cái an toàn cho con người và an toàn cho người tiêu dùng. Tất nhiên là an toàn cho người trực tiếp sản xuất. Về môi trường thì rất là không có ảnh hưởng gì tới môi trường. Đã làm hữu cơ là không có ảnh hưởng gì tới môi trường. Không tác động tới môi trường một cái vấn đề gì hết. Năng suất thì mình làm hữu cơ thì biết làm đúng, cung cấp đúng số phân bón hữu cơ mà vào cho nó thì năng suất nó hơi giảm đi một chút chút mấy năm đầu, nhưng mà lâu dài đáp ứng đủ cái lượng phân hữu cơ vào thì nó vẫn cho năng suất tốt. Sản xuất tiêu theo hướng hữu cơ tuy năng suất không cao như trồng tiêu theo cách truyền thống do không sử dụng nhiều phân bón hóa học, không sử dụng chất kích thích và giống biến đổi gen, nhưng bù lại đất đai màu mỡ, cây trồng không bị kiệt sức, sức khỏe người nông dân cũng được đảm bảo và quan trọng hơn là đầu ra ổn định. Hiểu được tính an toàn, bền vững mà hồ tiêu hữu cơ mang lại, nên anh Vòng Thành, ấp 4 xã Lâm Sang cũng quyết định chuyển đổi cách đây 4 năm. Nhờ sự hỗ trợ của cán bộ kỹ thuật phòng nông nghiệp, hợp tác xã thu mua tiêu, anh Thành đã có được những kiến thức cơ bản cần thiết trong việc chăm sóc cây tiêu để đạt hiệu quả cho năng suất cao, đồng thời biết cách phòng trừ những loại sâu bệnh thường gặp. Về kỹ thuật thì cũng học hỏi nhóm trong nhóm hữu cơ ở ấp nào cũng trong nhóm hữu cơ đã thành lập ra nè, là mình cùng nhau chứ hàng tuần hàng quay quý rồi mình cũng sinh hoạt với nhau, mình đó chia sẻ kinh nghiệm, rồi những bên hợp tác xã hoặc bên chỗ xã này là có những cái kỹ thuật nào đó thì nó truyền đạt cho, thì từ đó mình mới chia sẻ ra mọi người cho anh em trong nhóm, rồi đó là cùng nhau làm. Được chuyển giao kỹ thuật cũng như một số nguyên liệu đầu vào cần thiết từ các đơn vị liên quan, anh Thành đã cùng hơn 20 hộ trồng tiêu xây dựng mô hình trồng hồ tiêu chỉ sử dụng phân hữu cơ để thay thế phân bón hóa học. Đặc biệt, những sản phẩm hữu cơ này là do anh tự sản xuất theo hướng dẫn và chuyển giao kỹ thuật của các nhà chuyên môn. Phân thì mình sử dụng phân dê, phân cá, phân đậu nành, rồi đó mình tự ủ được gì á. Ví dụ như phân dê thì như cái cây choái cái gì á thì mình lấy cái cây trên cái nọc tiêu á, mình giật xuống mình cho dê, xong từ cái con dê đó mình lấy phân là mình bỏ lên trên đai lại. Rồi mình bổ sung thêm phân đậu nành, phân gì, phân cá, phân gì á, còn nhiều kỹ thuật khác nữa. Thì cây trồng nếu mà làm về theo chút truyền thống hồi trước giờ á, lấy về làm cơ là cây nó có bền hơn, là hàng năm là cái năng suất là nó đều đều nhau, nó không bị năm được năm mất. Ví dụ như làm hồi xưa mình làm hóa học đó là nó hay bị năm được năm mất, mặc dù nó trúng thiệt xong đầu là cái năm sau nó lại bị thất. Nên mình làm cái này á, là nó đều nhau,
nhiều khi nó được giá mất giá thì nó cũng theo thị trường thôi, nhưng mà mình được cái là một cái năng suất mình nó ổn định. Không riêng anh Vòng Thành mà nhiều bà con trồng tiêu ở xã Lâm Sang đã có sự thay đổi trong thói quen canh tác. Thay vì phát triển đại trà chạy theo năng suất, những người nông dân đã liên kết lại với nhau, thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác để thực hiện việc sản xuất nông nghiệp sạch với quy mô tập trung, tạo vùng nguyên liệu lớn nhằm nâng cao giá trị nông sản. Bởi ngoài tính an toàn, bền vững, tiêu hữu cơ còn mang lại giá trị kinh tế cao với giá bán tốt, gần gấp đôi giá thị trường. Dù không còn ở thời kỳ hoàng kim, nhưng cây tiêu vẫn là một trong những cây trồng chủ lực được tỉnh quan tâm, ban hành và thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ để giúp cho nông nghiệp và nông dân trồng tiêu đứng vững trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Các cái chương trình hỗ trợ phát triển cây trồng vật nuôi chủ lực, trong đó có cây tiêu, rồi cái chính sách hỗ trợ về tưới nước tiết kiệm trên vườn tiêu, chính sách hỗ trợ về cái quy trình canh tác IBC trên tiêu, tức là quản lý dịch hại tổng hợp trên cơ sở, tăng cường sử dụng cái phân hữu cơ, các chế phẩm hữu cơ cũng như chế phẩm sinh học để mà quản lý dịch hại trên vườn tiêu, rồi cái chứng nhận về cái GAP, tức là chứng nhận an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn Việt Gap và Global Gap. Quá trình thực hiện cho đến nay thì chúng ta đã giúp hình thành các cái vùng tiêu chuyên canh với cái diện tích lớn, ví dụ như là vùng tiêu ở Cẩm Mỹ, vùng tiêu ở Xuân Lộc, vùng tiêu ở Định Quán, Tân Phú, vân vân. Và trên những vùng tiêu này cũng đã có rất là nhiều cơ sở được chứng nhận cái an toàn thực phẩm Việt Gap, Global Gap hoặc là Organic như là cái hợp tác xã Lâm Sang này. Và bên cạnh đó thì cũng có chính sách hỗ trợ về xây dựng liên kết chuỗi để tiêu thụ sản phẩm hồ tiêu bền vững. Hiện nay là có chúng ta đang hỗ trợ và vận hành được hai chuỗi lớn, đó là cái chuỗi hồ tiêu ở Xuân Lộc và cái chuỗi hồ tiêu ở Cẩm Mỹ. Để cây hồ tiêu Đồng Nai nói chung, hồ tiêu Cẩm Mỹ nói riêng có chỗ đứng trên thị trường, ngành nông nghiệp tỉnh đã có những định hướng để cùng nông dân phát triển sản xuất tiêu sạch đạt chuẩn xuất khẩu. Bên cạnh cái việc là kiên định với cái quy hoạch và tái cơ cấu của tỉnh từ năm 2015 đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, thì xác định cây tiêu cũng là một trong những cây chủ lực của tỉnh. Thì song song với việc là tăng cường khuyến cáo nông dân, hỗ trợ nông dân tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, rồi đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và giảm giá thành để tăng sức cạnh tranh trong quá trình hội nhập, đồng thời tổ chức lại sản xuất theo cái liên kết chuỗi giá trị, thì và nhất là trong cái an toàn thực phẩm, thì bên cạnh các cái tiêu chuẩn mà chúng ta đã giúp nông dân được chứng nhận như là tiêu chuẩn Việt Gap, Global Gap, rồi cái UTZ bên cacao hoặc là cà phê 4C, thì bây giờ là chúng tôi sẽ cùng phối hợp với các đơn vị để tham mưu cho ngành cũng như là lãnh đạo tỉnh là xây dựng cái chính sách để hỗ trợ cho người nông dân và doanh nghiệp tham gia sản xuất và kinh doanh nông sản phẩm hữu cơ theo cái nghị định 109 năm 2018 của chính phủ, và để tổ chức thực hiện có hiệu quả hơn trong cái thời gian tới. Bên cạnh những thuận lợi thông qua các chủ trương chính sách từ trung ương đến địa phương, người nông dân cần có quyết tâm làm ra sản phẩm đạt được tiêu chuẩn an toàn thực phẩm ở mức hữu cơ cao, tầm cỡ quốc tế, đáp ứng yêu cầu khắt khe của những thị trường khó tính. Đồng thời, bà con phải biết tìm hiểu thị trường và trực tiếp ký kết các hợp đồng kinh tế để xuất khẩu nông sản sang thị trường các nước. Đây là hướng đi tất yếu trong giai đoạn hiện nay. Tin rằng với sự hỗ trợ của nhà nước và sự quyết tâm của người trồng tiêu, mô hình sản xuất tiêu hữu cơ sẽ đứng vững và phát triển bền vững trong tương lai. Thưa bà con và quý khán giả, canh tác tiêu hữu cơ, chi phí sản xuất giảm nhiều, hạn chế dịch hại, giá bán thường cao gần gấp đôi so với giá tiêu trên thị trường. Chính vì vậy, mô hình trồng cây hồ tiêu theo hướng hữu cơ đang được nhiều bà con lựa chọn. Đây được xem là hướng đi đúng đắn giúp nâng cao giá trị cây hồ tiêu, tăng lợi nhuận cho nông dân sau một thời gian dài giá tiêu giảm mạnh. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại!